Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 10 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Họp ban chỉ đạo thoái vốn doanh nghiệp nhà nước. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Hải Lăng, Triều Phong. Thị xã Quảng Trị chủ động phòng chống lụt bão ven sông Thạch Hãn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020. Tỉnh Quảng Trị được giao nhiệm vụ thực hiện thoái vốn nhà nước tại 5 công ty cổ phần trong giai đoạn 2017-2020, gồm có Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị, Công ty cổ phần Tân Hưng, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Quảng Trị, Công ty cổ phần Thương mại Quảng Trị, Công ty cổ phần Môi trường và Đô thị Đông Hà. Đến nay, Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị đã thực hiện hoàn thành công tác thoái vốn đối với toàn bộ 43,52% cổ phần theo quy định. Các công ty còn lại dự kiến sẽ hoàn thành thoái vốn vào cuối năm 2018. Riêng Công ty cổ phần Thương mại Quảng Trị kiến nghị đề xuất Thủ tướng Chính phủ không thực hiện thoái vốn theo quy định tại quyết định 1232 hoặc giảm tiến độ thoái vốn nhà nước đến năm 2022 do gặp một số khó khăn. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Quân Chính đánh giá cao công tác chuẩn bị thoái vốn của các công ty, đặc biệt là Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị đã hoàn thành thoái vốn theo kế hoạch và xin chủ trương tăng vốn điều lệ và thoái thêm vốn nhà nước trong năm 2019. Ba đơn vị là Công ty cổ phần Tân Hưng, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Quảng Trị và Công ty Môi trường và Đô thị Đông Hà phải khẩn trương hoàn tất các thủ tục để hoàn thành việc thoái vốn trong năm 2018. Quá trình thực hiện cần kiên quyết và thận trọng để nhà nước không bị mất vốn. Phó Chủ tịch Nguyễn Quân Chính cũng cho biết quan điểm của nhà nước là rất quyết liệt trong việc thực hiện chủ trương thoái vốn nhà nước ở các doanh nghiệp và khuyến khích thoái vốn nhanh hơn, nhiều hơn. Vì vậy, Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại cần chủ động làm các thủ tục để thoái vốn trong năm 2019, bởi công ty không thuộc diện được giảm tiến độ thoái vốn. Đồng chí cũng lưu ý, công ty trong thực hiện thoái vốn thì không được tăng vốn điều lệ. Hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Hoàng Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hải Lăng và huyện Triều Phong. Sau khi nghe đại biểu Quốc hội thông báo về những nội dung quan trọng mà kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 khai mạc sắp tới sẽ bàn bạc, thảo luận, quyết định, cử tri hai huyện Hải Lăng và Triều Phong đã tham gia phát biểu nhiều ý kiến. Đa số cử tri đều khẳng định, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách quan tâm đến nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội, nhất là liên quan đến cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, trong thực tế còn nhiều vấn đề đáng quan tâm, đó là cần tăng cường công tác quản lý quy hoạch, chỉnh lý đất đai, sớm hoàn thành việc cấp và đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ưu tiên xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng và các chính sách hỗ trợ cho người dân phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, chấn chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản, cát sản trái phép, chỉ đạo các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động có các biện pháp bảo vệ môi trường, tránh tình trạng gây ô nhiễm như thời gian qua. Mặt khác, cử tri kiến nghị các cấp các ngành quan tâm xây dựng hạ tầng đô thị cho các thị trấn như đường giao thông, điện đường, vỉa hè, cây xanh, cấp thoát nước. Cùng với đó, mong muốn hỗ trợ kinh phí để bê tông hóa giao thông, kiên cố hóa kênh mương, hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tạo điều kiện cho người dân sản xuất chăn nuôi, nâng cao thu nhập. Ngoài ra, cử tri phản ánh cho đến nay vẫn còn nhiều trường hợp thuộc diện chính sách tồn đọng chưa được giải quyết, tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng, nhất là buôn bán, vận chuyển, sử dụng ma túy. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, đồng chí Hoàng Đức Thắng, trưởng đoàn đã thông tin thêm về một số vấn đề mà nhân dân quan tâm, đồng thời hứa sẽ tổng hợp các ý kiến phản ánh tại các diễn đàn của Quốc hội cũng như đề cập với tỉnh và các ngành chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có phần đông là đồng bào dân tộc thiểu số, xác định vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ thôn bản trong việc sâu sát cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức đảng, chính quyền vững mạnh từ cơ sở. Thời gian qua, huyện Hướng Hóa đã có nhiều nỗ lực trong công tác cán bộ, góp phần tích cực vào việc chuẩn hóa cán bộ cơ sở. Ghi nhận tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa. Trong những ngày này, bà con nhân dân các thôn bản của xã Hướng Phùng phấn khởi thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu trực tiếp bầu ra trưởng thôn bản nơi mình sinh sống. Tiêu chí đặt ra cho các ứng cử viên là trưởng thôn nhiệm kỳ này cao hơn hẳn so với các nhiệm kỳ trước đây.
đó là trình độ văn hóa ít nhất phải đạt 12 trên 12. Đặc biệt, ứng cử viên trưởng thôn phải là đảng viên hoặc đang trong quá trình làm hồ sơ kết nạp đảng viên. Đây là hai tiêu chí được xem đặc biệt quan trọng đối với các ứng cử viên trưởng thôn bản nhiệm kỳ này. Chúng tôi là chọn lọc được là trình những thanh niên có trình độ văn hóa cao, đảng viên, để rồi là chỉ đạo phong trào đi lên. Tôi cũng mong muốn của bản thân tôi cũng như mọi người cố gắng các thành viên trung cử cố gắng phấn đấu để lãnh đạo bà con thôn bản chúng tôi đi lên càng ngày càng ấm no và hạnh phúc. Triển khai bầu cử trưởng phó thôn bản nhiệm kỳ 2018-2021, bên cạnh việc chú trọng mục tiêu nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, xã Hướng Phùng cũng rất quan tâm đến vấn đề tinh gọn bộ máy cán bộ cơ sở. Để giải quyết vấn đề này, Đảng ủy xã đã đề ra giải pháp kiêm nhiệm chức trách. Đến nay có 3 thôn thực hiện điểm bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn bản. Chức danh phó trưởng thôn bản được định hướng kiêm nhiệm đối với vị trí công an viên, thôn đội trưởng và chi hội trưởng chi hội nông dân. Nét mới trong công tác cán bộ cơ sở xã Hướng Phùng nhiệm kỳ 2018-2021 với những tiêu chí khá cao, đặt ra không ít khó khăn cho địa phương, nhất là đối với các thôn bản người dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, chính quyền địa phương rất quyết tâm trong việc triển khai ngay từ bước tuyên truyền vận động. Tôi đã cũng gặp một số cái khó khăn về cái số lượng đảng viên, vì ở đây là cũng có một số thôn là khi đưa ra ý kiến thì bà con người ta đôi lúc cũng chưa chấp nhận trong cái vấn đề là trưởng thôn là đảng viên. Rồi đồng thời là cái trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa thì là phải là tiêu chuẩn là phải trình độ 12 học lớp 12 trở lên. Cho nên qua đó là chúng tôi cũng khó khăn trong cái vấn đề là lựa chọn nhân sự. Sau cái thời gian đó thì cũng sự vào quyết liệt của cấp ủy đảng và chính quyền địa phương thì hiện tại chúng tôi cơ bản đã hoàn thành theo như cái kế hoạch đề ra. Thành công của kỳ bầu cử cán bộ thôn bản ở xã Hướng Phùng đã khẳng định những nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc khắc phục khó khăn, bồi dưỡng và định hướng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở dần đạt chuẩn, góp phần tích cực trong công tác xây dựng đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh từ cấp thôn bản. Để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão, những ngày này, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai thị xã Quảng Trị tăng cường công tác kiểm tra các công trình, hồ đập chứa, các điểm xung yếu và vận động nhân dân chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết nhằm phòng tránh và hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm 2018. Hải Lề, thị xã Quảng Trị, một xã nằm dưới chân đập tràn và đê ngăn lũ Nam Thạch Hãn, là địa phương nằm trong vùng nguy hiểm. Hàng năm, mỗi mùa mưa lũ về, Hải Lề phải chịu nhiều thiệt hại về tài sản, cây trồng vật nuôi và tình trạng sạt lở đất. Trước thực trạng đó, bước vào mùa mưa lũ năm 2018, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão xã đã kịp thời đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm chủ động trong công tác phòng chống lụt bão. Trong đó chủ trọng nhất là công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân chăng chống nhà cửa, di dời dân lên các vùng an toàn, cũng như tiến hành thu hoạch các loại cây trồng vụ hè thu, chuẩn bị lực lượng 4 tại chỗ từ xã xuống các thôn xóm, khu dân cư. Trước mùa mưa có thể ngập lụt thì tất cả các chúng tôi đã xác định là những cái vùng thấp trũng thì đã bà con nhân dân đã chủ động là di dời, nếu khi ngập lụt đã chủ động di dời đến nơi vùng cao an toàn. Cùng với đó là sự vào cuộc kết hợp của chính quyền địa phương, rồi có cái đội dân quân tự vệ rồi ở các thôn, rồi còn có đoàn thanh niên là chúng tôi hỗ trợ giúp đỡ nhân dân về cái di dời tất cả bà con, người già rồi các cái vật dụng vật phẩm phục vụ cho đời sống thiết yếu. Trên tinh thần trách nhiệm và cảnh giác, năm 2018, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai thị xã đã chủ động đề ra phương án hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị. Trong đó tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã phường chủ động kiểm tra, ra soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các phương tiện, lương thực, xây dựng các phương án sơ tán dân ở các vùng có nguy cơ bị thiệt hại lớn như Trị Bưu, Ba Bến, Đập Tràn, Hải Lề và An Đôn. Đồng thời tập trung chỉ đạo và huy động các nguồn nhân lực, tiến hành xây dựng hệ thống đê kè chống sói lở ven sông Thạch Hãn, tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão theo quy mô có bão to, lũ lớn nhằm giúp cán bộ và nhân dân chủ động nắm bắt các phương án phòng tránh khi có lụt bão về.
để chuẩn bị cho mùa mưa bão thì chúng tôi trước hết là chỉ đạo lãnh đạo chính quyền địa phương là sẽ chủ động rà soát lại xây dựng phương án để chuẩn bị ứng phó. Thứ hai là tăng cường công tác tuyên truyền đến tận mọi người dân, trước hết là tự chủ động để đối phó với bão lũ. Và thứ ba là chỉ đạo cho các cơ quan ban ngành đoàn thể tăng cường công tác phối kết hợp để và tuyên truyền để cho mọi người dân nhận thức sâu sắc về cái việc công tác phòng chống lụt bão. Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, lấy phòng là chính. Trên cơ sở phát huy tốt, đồng bộ phương châm 4 tại chỗ là nhiệm vụ trọng tâm, được Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai thị xã Quảng Trị quan tâm chỉ đạo, nhằm chủ động phòng chống lụt bão khi mùa mưa bão đang đến gần. Thưa quý vị và các bạn, dự án đường cầu Cam Hiếu đã triển khai được 6 năm, tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thành. Tuyến đường vẫn còn dang dở và có nguy cơ không thể trở thành con đường cứu hộ cứu nạn như mục đích xây dựng ban đầu. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đây là dự án cầu Cam Hiếu được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phê duyệt đầu tư năm 2012 với quy mô tổng chiều dài tuyến là 3,3 km, gồm cầu, đường hai đầu cầu, tổng mức đầu tư 284 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nguồn vốn khó khăn nên năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định điều chỉnh phân kỳ đầu tư, trong đó cầu Cam Hiếu giữ nguyên thiết kế được phê duyệt. Phần đường hai đầu cầu chỉ xây dựng từ đầu tuyến đến giao với đường liên xã Cam Thủy – Cam Hiếu dài 1,4 km. Người dân sống ở thôn Lâm Lăng 1, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ 6 năm nay chứng kiến cảnh bụi bặm vào mùa hè, trơn trượt vào mùa đông ở đoạn đường đang thi công dang dở này. Buông ra nửa chừng nửa đồi như thế thì làm cho người dân bây giờ là nếu như mùa khô thì bụi, mà mùa mưa thì nhão nhẹt là có dân không đi được. Nhưng mà với yêu cầu là tới đây là có thể lũ lụt, rồi là đường xã là có như là lỡ làm có như ảnh hưởng đến đồng ruộng, rồi có như là mọi sinh hoạt của người dân. Làm vòng 7 năm rồi còn dáng dở, làm cũng đâu tới đâu, làm nói chung làm để lâu người dân càng ngày càng đi mua hai đấy bùi mua đóng thì nói chung là lậm quá, nó sẽ chạy nó không đảm bảo an toàn cho người dân ở đấy. Tính đến thời điểm hiện nay, các hạng mục cầu và đường dẫn đầu cầu dài 1,4 km đã cơ bản hoàn thiện. Điều đáng quan tâm ở đây là chiều dài tuyến gần 2 km còn lại chỉ mới được đổ đất nền đường với số tiền bỏ ra là 21,6 tỷ đồng. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị, phương án thực hiện lúc này là hoàn thành các cống thoát nước và lấp đất nền đường K98 rồi khai thác sử dụng vì không đủ nguồn vốn để rải nhựa, hoàn thành đoạn đường này. 1,8 km của tuyến thì do kinh phí còn hạn hẹp nên chưa được đầu tư xây dựng. Rất khó khăn cho việc là đi lại của bà con nhân dân. Hiện nay thì cũng về phía ban quản lý dự án rất mong là về phía tỉnh và các ngành liên quan thì có cái hỗ trợ và có cái giải pháp để tìm kiếm nguồn vốn để giúp cho dự án hoàn thành, với mục đích là để người dân được đi lại thuận lợi và không ảnh hưởng đến môi trường, và cái thứ nữa là không lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản là do cái tuyến chưa được hoàn thành dứt điểm. Tuyến đường cầu Cam Hiếu có vai trò quan trọng trong phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa lũ, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương. Việc thi công dang dở tuyến đường này về lâu dài sẽ gây lãng phí vì mùa mưa, tuyến đường đất sẽ bị rửa trôi do mưa lũ kéo về. Thực tế là năm 2016 đã diễn ra tình trạng nước lũ cắt đứt một đoạn tuyến đường, đất đá bồi lấp hết ruộng lúa của nhân dân và đến nay vẫn chưa có phương án để khắc phục. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác. Vào tối qua, tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội cảnh sát đường thủy, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên sông Thạch Hãn, đoạn qua xã Triều Đồ, huyện Triệu Phong, đã phát hiện một chiếc xà lan đang hút cát trái phép và tiến hành bắt giữ. Chiếc xà lan có số đăng kiểm V740692 do Phạm Văn Ngự, 28 tuổi, trú xã Triều Thành, huyện Triệu Phong điều khiển. Chủ phương tiện là bà Trương Thị Thuần, trú khu phố 2, phường 1, thành phố Đông Hà. Khi tiến hành bắt giữ trên xà lan, đã hút trái phép 15 mét khối cát. Theo lực lượng cảnh sát giao thông, tình trạng hút trộm cát trên sông Thạch Hãn diễn ra khá phức tạp. Quá trình đấu tranh bắt giữ những xà lan hút cát chui là việc không dễ, vì đêm tối, lực lượng chức năng phải di chuyển trên sông nước, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Được biết hồ sơ tang vật của vụ việc đã được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục thụ lý. Không chấp hành tín hiệu của lực lượng chức năng, xe ô tô biển kiểm soát 74A-03882 chạy hướng Lao Bảo Đông Hà, chở theo một lượng lớn rượu ngoài nhập lậu, quay đầu bỏ chạy, đã bị lực lượng chức năng truy đuổi và bắt giữ trưa hôm qua tại km 73-300 trên tuyến quốc lộ 9, đoạn qua địa bàn xã Tân Long, huyện Hướng Hóa. Thời điểm trên, lực lượng chức năng tiến hành tuần tra trên quốc lộ 9 khi phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 74A-03882 chạy hướng Lao Bảo Đông Hà có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển xe ô tô đã không chấp hành hiệu lệnh, quay đầu bỏ chạy về hướng cửa khẩu Lao Bảo. Quá trình kiểm tra, phát hiện trên xe có 210 chai rượu ngoại nhập lậu, tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng. Trên xe ô tô còn có hai người đàn ông, người điều khiển phương tiện tên Nguyễn Chí Hoàng. Toàn bộ số hàng này được phát hiện không rõ nguồn gốc xuất xứ và giấy tờ hợp lệ, nên lực lượng chức năng đã lập biên bản và xử lý vụ việc theo quy định. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thân Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.